công luôn nha. Áo của hình cũng là hình gấu, chiếc thun rất là mướt ha, thun rất là thun lưng nhưng mà nó co giãn tốt, quần là quần jean mềm, co giãn, con lên rất là thoải mái luôn nha, dạng là quần lửng, đó quần lửng thì không kén chiều cao người mặc ha, quần là lưng thun, quần là lưng thun và có hai túi cho mình nha, một bộ giá là 490.000 ha, mình mua một bộ như vậy mình mặc một thời gian rồi chán mình tách xếp ra mặt ha, tách xếp ra mặt. Và hàng về là có ba màu nha, quần thì nó như nhau, màu áo thì có ba màu áo hồng, trắng và đen, ba màu để các bạn lựa